Chào quý vị và các bạn đến với những tình tiết mới nhất của bộ phim Bão Ngầm. Thượng tá Phúc có mối quan hệ như thế nào với ông trùm ma túy? Phim Bão Ngầm tập 9, Lão Trư cho điều tra về bức thư mật. Thượng tá Tất báo cáo tình hình với thủ trưởng về Lão Trư. Đại gia Đức đau đầu vì giám đốc công an tỉnh không nhận quả. Phim Bão Ngầm tập 8 có những tình tiết gay cấn hơn khi hai lính trinh sát dưới trướng của Thượng tá Tất đưa thư mật bị lộ nên bị đoàn đàn em của Lão Trư chặn đánh. Đúng lúc ấy, Hồng Nhỏ đang đi xe khách chạy ngang qua, nhìn thấy nên xuống giải vây cho đồng nghiệp. Bốn tên đàn em của Lão Trư bị đánh nhập viện thừa sống thiếu chết. Hồng về đến trang trại của ông trùm ma túy và kể lại sự việc rằng anh thấy chuyện bất bình nên xuống can ngăn thì bị chém nên ra tay luôn. Hồng không biết đó là đám lính của Lão Trư, điều này khiến cho Lão Trư hết sức nghi ngờ về thân phận của Hồng. Trong tập này có cảnh Hùng Nhỏ hẹn Hạ Lam trong rạp chiếu phim. Anh vẫn đeo khẩu trang vì bảo rằng mình đang bị theo đuôi nhưng chưa tiện kể cho Lam nghe. Hẹn có dịp anh sẽ kể rõ sự tình cho cô nghe. Trong phim Bão Ngầm tập 8 còn có những diễn biến cho thấy giám đốc công an tỉnh là ông Hạnh đang trao đổi với trưởng phòng Hà về Hải Triều và Thượng tá Tất. Có vẻ như ông Tất đang vượt quyền của ông Hà để phá đám trong kế hoạch đánh vào hang ổ của Lão Trư. Nhưng giám đốc công an tỉnh cho rằng cần phải giả soát lại để nội bộ không bị lộ cùng. Phim Bão Ngầm tập 9 có diễn biến Lão Trư sau khi biết về tờ giấy mật đã cho điều tra về hai cô giáo có mối liên hệ với hai lính trinh sát kia. Nhưng hiện Kiên, đàn em của hắn, người cầm tờ giấy đó đang trong phòng cấp cứu nên không hỏi được thông tin gì. Ở một tình tiết khác là tiến sĩ luật là Tú, trợ lý của đại gia Đức báo cáo tình hình rằng công ty Vi Đạt đã bị điều tra. Các dự án đắp chiếu của công ty này cũng đã bị niêm phong theo đúng kế hoạch. Những chuyện này đều do một tay thượng tá Tuất sắp xếp. Và sắp tới, những đàn em dưới trướng của đại gia Đức là Huy và Quý sẽ trúng những gói thầu tiền tỷ. Nhưng Tú cũng báo cáo rằng việc đại gia Đức muốn tặng xe cho lực lượng công an tỉnh là không được giám đốc công an là ông Hạch duyệt, nhưng ông Đức cho rằng cánh cửa nào cũng có cách mở ra. Phim Bão Ngầm tập 9 còn hé lộ tình tiết ông Tất gọi điện cho một thủ trưởng báo cáo tình hình rằng hai lính trinh sát mà ông sai đi bị bọn người của Lão Trư đánh nên không làm được tích sự gì. Phim Bão Ngầm tập 9, thượng tá Tất có mối quan hệ như thế nào với ông trùm ma túy? Liệu thượng tá Tất có phải là công an bị biến chất hay không? Chúng ta cùng nhau theo dõi bộ phim nhé.